Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2811. Trên mặt Đường Thanh Dương có mấy dấu quyền màu xanh tím, vừa rồi bị Đường Tuấn đánh mấy quyền trên mặt. Nói xong câu nói cay nghiệt này, Đường Thanh Dương thúc giục tứ phương ấn tỷ, mặc kệ Đường Tuấn, trực tiếp đụng xuyên qua cung điện, chạy trốn khỏi nơi này. Nếu không anh ta lo lắng mình thật sự sẽ trở thành ngân hàng máu, bị ép khô. Đường Thanh Dương muốn chạy trốn, mấy người Đường Tuấn lại có không định buông tha anh ta mà đuổi theo. Nếu là Đường Thanh Dương trước kia, sau khi bị Đường Tuấn đánh nhiều quyền như vậy, sợ là đã sớm trọng thương đang gặp nguy hiểm. Nhưng hiện tại Đường Thanh Dương vẫn như cũ tinh thần tràn đầy. Bởi vậy có thể đoán được bảo dược dược lực anh ta nuốt vào cường đại cỡ nào. Nếu thật sự để cho anh ta đem dược lực toàn bộ hấp thu, khi đó Đường Tuấn ứng phó lại, sẽ khó khăn gấp 10 lần. Hơn nữa, tên Khương Thuần nghiễm nhiên coi Đường Thanh Dương là một ngân hàng máu sống độc quyền. Sau khi Đường Thanh Dương trốn thoát, anh ta còn phản ứng nhanh hơn Đường Tuấn, đuổi theo, trong miệng còn hô to, tiểu đường, phun thêm vài ngụm máu nữa, tôi sẽ đột phá. Đường Thanh Dương giận dữ, anh ta thề nếu có cơ hội nhất định phải hút khô máu của Khương Thuần, để cho anh ta trải nghiệm cảm giác khi là ngân hàng máu di động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đường Tuấn ghé mắt cảm ứng khí cơ của Khương Thuần. Tên này ngược lại không nói dối, đích xác sắp đột phá đến động hư cảnh trung kỳ rồi. Xem ra dược lực ẩn chứa trong máu Đường Thanh Dương so với tưởng tượng của anh còn khí thế hơn. Phía trước cách đó không xa, tốc độ của Đường Thanh Dương cực nhanh, động tác của anh ta rất quen thuộc, tựa hồ rất quen thuộc với con đường trong tiên cung. Chẳng lẽ trên người anh ta có bản đồ hoàn chỉnh của tiên cung? Đường Tuấn nhíu mày. Mà lúc này, ở trên tiên cung, trong viên bảo châu đạo khí kia. Nơi này tràn ngập ánh sáng thuần túy, đập vào mắt nhìn thấy hết thảy đều là chói mắt vô cùng, trong ánh sáng còn mang theo khí tức thần thánh bất khả xâm phạm. Bỗng nhiên, ánh sáng đột nhiên thu liếm, hai bóng dáng xuất hiện trong phiến không gian này. Một người mặc lam bào, một người mặc hồng bào, hai màu sắc ở trong không gian trắng xóa này thập phần nổi bật. Chiều cao của hai người không sai biệt lắm so với đàn ông trưởng thành, thân thể giống như trong suốt, nhẹ như không có gì, phiêu phù ở trong phiến không gian này. Hai người này dĩ nhiên đều là sinh vật linh loại, giống như kinh thiên côn. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Bảo Châu, trong mắt thần quang nội liếm, tựa hồ có thể nhìn thấy hết thảy phát sinh trong tiên cung. Thâm Lam, ông cảm ứng được sao, trên người người nọ có khí tức của chủ nhân. Người áo đỏ nói, âm thanh có chút kích động. Người áo lam hừ lạnh một tiếng, nói, vậy thì thế nào? Tu vi quá thấp, ngay cả động hư cảnh cũng không có, còn không bằng cây côn kia. Người áo đỏ nói, cảnh giới chỉ là một bộ phận, thực lực của anh ta không thể khinh thường, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Cư nhiên có thể đánh bại hậu duệ kia của nhà họ Đường, thật sự ngoài dự liệu của tôi. Người áo lam mỉa cười nói, chờ hậu bối Đường ra kia luyện hóa dược lực của Dược Vương, ông xem anh ta có thể ngăn cản mấy chiêu. Người áo đỏ lắc đầu, không tiếp tục thảo luận về vấn đề này, mà là nói, nếu đã như vậy, ông cảm thấy ai có hy vọng đi tới khu vực hạch tâm nhất, khống chế tiên cung. Ánh mắt người áo lam ngưng tụ, tập trung lên Khương Thuần, nói, người này thần thánh trời sinh, cùng chúng ta xem như đồng nguyên. Cảnh giới của anh ta giống như là bị đánh rơi, nếu như có bảo vật phụ trợ mà nói, khôi phục hẳn là rất nhanh. Tiềm năng là rất lớn và cơ hội nhất. Chương 2812. Người áo đỏ gật đầu, nói, anh ta đích xác không tệ. Thời gian hiển linh của anh ta hẳn là không dài, độ dẻo rất mạnh. Nếu như có bảo vật phụ trợ, trong vòng ngàn năm hắn là có thể đột phá đến cảnh giới thần quân. 1000 năm đột phá cảnh giới thần quân, nhìn như dài dằng dặc, nhưng đã rất ngắn. Rất nhiều người tu hành động hư cảnh bị vây ở động hư cảnh đỉnh phong mấy vạn năm đều rất bình thường. Đại bộ phận động hư cảnh đỉnh phong, cả đời đều không thể đột phá đến thần quân cảnh. Người ba nhà xử trí như thế nào? Người áo đỏ bỗng nhiên nói. Sắc mặt người áo lam càng lạnh, nói thần quân ra lệnh cho bọn họ trông coi tiên cung, truyền rộng công pháp. Kết quả hậu bởi ba nhà lại bằng mặt không bằng lòng, còn muốn độc chiếm tiên cung, thật sự đáng chết. Nếu như không phải hai chúng ta không thể trực tiếp can thiệp vào hết thảy trong tiên cung, tôi đã sớm giết bọn họ. Người áo đỏ cũng hờ hững nói, đích xác nên trừng phạt một chút. Người áo lam nói, thả thú hoang cổ đại ra đi, cũng nên để cho bọn họ biết tiên cung nguy hiểm bao nhiêu. Người áo đỏ trầm ngâm một lát, nói có thể. Cũng nên để cho bọn họ hiểu được tiên cung không phải tùy tiện có thể xông vào,
người ba nhà cho rằng cầm bản đồ năm đó thần quân ban cho là có thể muốn làm gì thì làm, quả thật suy nghĩ nhiều. Trong tiên cung, Đường Tuấn và Đường Thanh Dương vẫn như cũ một đuổi theo một chạy. Tốc độ của Đường Tuấn rất nhanh gần như thuấn di. Nhưng lúc này Đường Thanh Dương dốc hết toàn lực, hơn nữa pháp lực cuồn cuộn không dứt, không chậm hơn Đường Tuấn bao nhiêu, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Trong cuộc đối đầu trước đó, chỉ vì sân bãi nhỏ, Đường Tuấn mới có thể chiếm được ưu thế. Mắt thấy đám người Đường Tuấn bị mình bỏ lại phía sau, trên mặt Đường Thanh Dương nhất thời lộ ra ý cười. Liều lĩnh. Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm thấp bỗng nhiên vang lên trong tiên cung, tựa như trâu, như rồng gấm. Tiên cung chấn động, vẻ mặt đám người Đường Thanh Dương và Đường Tuấn kịch biến, cảnh tượng trước mắt biến hóa. Sau một khắc bọn họ xuất hiện trên một sa mạc rộng lớn. Cấm chế trận pháp của tiên cung bị người khởi động. Đường Tuấn, Khương Thuần và Kinh Thiên Côn tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác nhìn bốn phía. Phá Côn, chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt Khương Thuần ngưng trọng hỏi. Vừa mới đến nơi này thì anh ta đã cảm giác được tim không hiểu sao đánh vọt, tựa hồ có thứ gì đó đang âm thầm nhìn chằm chằm anh ta. Lúc này, thân côn của Kinh Thiên Côn đều run rẩy, phảng phất không nghe được Khương Thuần hỏi thăm. Phá Côn. Khương Thuần cũng ý thức được không đúng, khế quát. Kinh Thiên Côn hơi lấy lại tinh thần lại, nói, nơi này là nơi giam cầm thú hoang cổ xưa. Nó sợ Đường Tuấn hai người còn không rõ, giải thích, thú hoang cổ xưa là một con thú cổ ngoại vực mà thần quân năm đó trấn áp ở chỗ này, thực lực có thể so với động hư cảnh đỉnh phong. Nơi này là một trong những nơi nguy hiểm nhất của tiên cung. Xuất hiện trong phiến hoang mạc này, không chỉ có mấy người Đường Tuấn, Đường Thanh Dương, Hải Đông Lưu còn có Diêm Quân Ngư đều lục tục xuất hiện. Chương 2813 nhìn toàn thể giống như một con trâu. Chỉ là lúc này ba nhà hành tẩu tụ tập cùng một chỗ, cũng không có nhìn về phía đám người Đường Tuấn, mà là sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía trước. Diêm Quân Ngư thân khoác áo giáp gió lớn, trong tay nhiều hơn một thanh trường thương. Trường thương dĩ nhiên là một thanh thiên khí không tầm thường, trên thương linh vận 10 phần. Lúc này cô ta thoạt nhìn tựa như một nữ chiến thần. Một dòng sông màu bạc chảy xung quanh người Hải Đông Lưu, tản mát ra vầng sáng mờ mịt, bảo vệ anh ta, trong mắt anh ta tựa hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ba nhà đi lại trong tiên cung đều có thu hoạch rất lớn, thực lực so với trước khi tiến vào cường đại gấp mấy lần. Về phần linh hồ, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Thật sự có thú hoang cổ xưa sao? Hải Đông Lưu có chút sợ hãi. Diêm Quan Ngư lạnh lùng nói, cho dù thật sự có, qua nhiều năm như vậy, thực lực của thú hoang cổ đại chỉ sợ cũng giảm xuống rất nghiêm trọng, chúng ta chưa chắc không có hy vọng chiến thắng. Cô ta liếc mắt nhìn Đường Thanh Dương, nói, Đường Thanh Dương, anh ăn dược phương, ngược lại còn bị bọn họ đuổi giết, danh tiếng Đường gia hành tẩu của anh nên nhường ra. Sắc mặt Đường Thanh Dương có chút xanh mét, nói, chờ tôi tiêu hóa xong dược lực, đến lúc đó tôi đánh cái là có thể thu thập bọn họ. Hải Đông Lưu ở trong tiên cung tựa hồ chiếm được một cái thần thông. Mà Diêm Quân Ngư thì là có thêm một kiện thiên khí đỉnh cấp, đối với tăng cường thực lực đều rất nhanh. Ngược lại là anh ta, sau khi nuốt dược phương, cần một đoạn thời gian mới có thể chuyển hóa thành thực lực. Diêm Quân Ngư cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người Đường Tuấn cách đó không xa, trêu tức nói, chờ chúng ta giết thú hoang cổ xưa, thì đến phiên các người. Ở đây, các người không thể trốn thoát. Đối mặt sự khiêu khích của Diêm Quân Ngư, Khương Thuần không hề chịu thua nói, con ả xấu xí, chờ ông khôi phục thực lực, cô sẽ biết tay tôi. Sắc mặt Diêm Quân Ngư âm u mấy phần, nhưng cô ta chưa kịp lên cơn thì một tiếng, cúc cu, vang lên trong vùng không gian này. Cả vùng không gian giống như chấn động, đặc biệt mặt đất giống như địa long vươn mình, một vùng hoang mạc lớn bị nhấc lên. Trong nháy mắt, cát vàng đầy trời, hơn nữa một luồng sát khí nồng nặc tràn ngập trong vùng không gian này. Trong cát vàng tung bay, hai con mắt khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó một tiếng kêu kỳ quái vang lên, đã lâu không có ai tới đây, ta cũng quên máu thịt có mùi vị gì. Cát vàng tan đi, hiện ra một bóng người đáng sợ và dữ tợn. Thân hình khủng bố cao 10 đến gần 20 mét, trên đầu mọc dài ra hai cái sừng, phát ra ánh sáng lập lòe sắc bén. Nhìn toàn thể giống như một con trâu, nhưng làn da của nó bề ngoài không có lông, ngược lại lít nha lít nhít phải màu vàng kim. Giống như vảy rồng. Hơi thở mạnh mẽ phát ra từ trên người cổ thú này, bất thình lình đạt đến cảnh giới động hư hậu kỳ. Cô nhóc, cô nói không sai, ta bị giam ở đây mấy chục ngàn năm, thực lực quả thật đã giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng không phải người các cô có thể khiêu khích.
Con mắt khổng lồ của thú hoang cổ đại giống như đèn lồng nhìn chằm chằm Diêm Quân Ngư, giọng nói hình thành từng đạo sóng âm lan ra ngoài. Chương 2814 Con thú hoang cổ đại này rất giỏi về sức mạnh tinh thần. Oanh oanh oanh. Ba người Diêm Quân Ngư lùi lại mấy bước, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Phải biết thực lực ba người bọn họ bây giờ đều có thể so với đỉnh cao của cảnh giới động hư, mà con thú hoang cổ đại này chỉ có cảnh giới động hư hậu kỳ, nhưng chỉ là tiếng nói của đối phương thôi đã khiến bọn họ lùi về phía sau, có thể thấy được thực lực khủng bố cỡ nào. Đám người Đường Tuấn cách con thú hoang cổ đại hơi khá xa cũng lùi lại mấy bước. Đặc biệt là Kinh Thiên Côn và Khương Thuần, nếu như không có Đường Tuấn bắt lấy, chỉ sợ cũng bay ngược ra ngoài. Ổn định tinh thần, con thú hoang cổ đại này rất giỏi về sức mạnh tinh thần. Giọng nói của Đường Tuấn vang lên bên tai Kinh Thiên Côn và Khương Thuần. Giọng nói mới nãy có sức mạnh tinh thần hòa lẫn vào. Trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động, phát động dược khí kim liên, đánh vào trong người Khương Thuần và Kinh Thiên Côn, làm tâm trí họ bình tĩnh. Cùng nhau giết nó, não hạch của thú hoang cổ đại là linh hồn chí bảo. Có thể làm cho tinh thần ba người chúng ta biến đổi về chất, bước vào cấp 8. Diêm Quân Ngư bỗng quát lên. Người phụ nữ này quả đoán và tàn nhẫn, đã ở trên đường Thanh Dương và Hải Đông Lưu rồi, lúc này ngược lại vẫn muốn giết thú hoang cổ đại. Diêm Quân Ngư vừa dứt lời, cô ta đã dẫn đầu ra tay trước, cô ta đâm trường thường ra, điên cuồng gào thét như rồng phẫn nộ. Đường Thanh Dương và Hải Đông Lưu cũng phản ứng lại. Tứ phương ấn tỷ trong tay Đường Thanh Dương rực rỡ ánh vàng, một đạo ánh sáng vàng thô to bắn ra. Mà dòng nước quanh người Hải Đông Lưu kia đột nhiên hóa thành một sợi roi đánh tới. Sức mạnh nhỏ bé, thú hoang cổ đại cười lạnh một tiếng, lập tức công kích ba người đến nỗi còn chưa kịp phòng bị. Nó gầm nhẹ một tiếng, hai sừng tỏa ra ánh sáng màu bạc chói mắt, không khác một dòng lũ lớn chạy về phía ba người. Thân hình ba người trong nháy mắt bị dòng lũ màu bạc bao trùm. Đường Tuấn hoàn toàn thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Dòng lũ màu bạc kia chính là sức mạnh tinh thần, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, từ dòng lũ màu bạc mà nhìn, sức mạnh tinh thần con thú hoang cổ đại này tuyệt đối đạt đến cấp 8. Đợi lát nữa nếu như đánh nhau, các cậu lùi xa một chút. Đường Tuấn nói với Khương Thuần và Kinh Thiên Côn. Chương 2815 bọn họ thật sự có thể đánh bại thú hoang cổ đại sao? Ở bên ngoài dòng lũ màu bạc, công kích của ba người Đường Thanh Dương cũng rơi vào trên người thú hoang cổ đại. Đáng tiếc cho dù là trường thương thiên khí trong tay Diêm Quân Ngư hay là tứ phương ấn tỷ của Đường Thanh Dương, hoặc là cái roi của Hải Đông Lưu đánh vào người thú hoang cổ đại, làn da của nó cũng không hề bị rách. Dòng lũ màu bạc rút lui, ba người Đường Thanh Dương có hơi mơ hồ thất thần đứng trên không trung. Quá yếu, các cậu còn kém xa tên Chu Tước kia. Thú hoang cổ đại nói nhỏ một tiếng. Năm đó nó là đỉnh cao của cảnh giới động hư, mà thần quân Chu Tước mới là cảnh giới động hư hậu kỳ, tình huống cảnh giới chiếm ưu thế, nó vẫn bị thần quân Chu Tước chân áp. Còn chưa tỉnh, đúng lúc này, Đường Tuấn gào to. Trong giọng nói cũng ẩn chứa sức mạnh tinh thần. Đường Thanh Dương tỉnh lại trước, vội vàng điều động tứ phương ấn tỷ lui về phía sau. Tiếp theo là Diêm Quân Ngư, người phụ nữ này trực tiếp cắn chóp lưỡi. Khiến cho miệng cô ta đầy máu tươi, nhưng cuối cùng cũng xem như đã tỉnh lại, khôi giáp đại phong bùng nổ ra một chùm sáng, đưa cô ta lùi về phía sau. Hải Đông Lưu chậm hơn hai người một nhịp, ngọn lửa trong ánh mắt anh ta ngưng tụ, hóa thành hai con rồng lửa bắn ra, cố gắng ngăn cản thú hoang cổ đại một lát. Nhưng rồng lửa trên lưng thú hoang cổ đại không hề có tác dụng nào. Mà Hải Đông Lưu cũng vì vậy mất đi cơ hội chạy thoát. Anh ta vừa mới chạy được một khoảng đã bị thú hoang cổ đại cắn tới, không thể nhúc nhích. Thú hoang cổ đại ngậm lấy Hải Đông Lưu, răng rắc một tiếng, từ bên hông Hải Đông Lưu cắt thành hai đoạn, sau đó bị thú hoang cổ đại nuốt vào một cái, từng dòng máu tươi từ trong miệng thú hoang cổ đại tràn ra, mùi máu tanh nhàn nhạt lan tràn theo. Mỹ vị, thật là mỹ vị, thú hoang cổ đại nhai nuốt máu thịt trong miệng, vẻ mặt còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ. Cơ thể Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương khẽ chấn động, nếu như vừa nãy Hải Đông Lưu lập tức chạy trốn, hay có thể chạy thoát, đáng tiếc anh ta vẫn muốn dùng bản lĩnh cao cường ra tay với thú hoang cổ đại nên chỉ có thể rơi vào kết cục bi thảm như thế. Trong lòng hai người đều có chút bi thương, đây cũng không phải lần đầu bọn họ nhìn thấy đồng đội bị giết, nhưng thân phận của Hải Đông Lưu thì khác, đều là đại biểu thế gia hành tẩu thiên hạ giống với bọn họ.
Hải Đông Lưu chết rồi, vậy bọn họ cũng có thể sẽ chết ở đây. Hai người vốn dĩ còn ôm hy vọng, thời khắc này lại có hơi hoang mang. Bọn họ thật sự có thể đánh bại thú hoang cổ đại sao? Nhìn dáng vẻ hai người, ánh sáng trong mắt thú hoang cổ đại càng ngày càng rực rỡ. Lúc này nó ngược lại không vội, nó muốn thưởng thức dáng vẻ từ từ tuyệt vọng của hai người. Các cậu đừng bị nó hù dọa, con thú hoang cổ đại này cũng chỉ còn một hơi gắng gượng mà thôi. Đúng lúc một giọng nói vang lên. Thú hoang cổ đại, Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương cùng sững sờ nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chương 2816, bọn bây gây sự đủ chưa? Chỉ thấy Đường Tuấn đi về bọn họ, anh trở về thật nhanh, trong chớp mắt đã đến trước người bọn họ. Đường Tuấn nhìn chằm chằm thú hoang cổ đại nói, đã 10.000 năm rồi, nơi này cũng không có bao nhiêu linh khí cho mày bổ sung, pháp lực và sức mạnh tinh thần trong người mày chắc cũng không còn nhiều. Công kích vừa nãy của mình trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng trong mắt của tao có hơi miệng cọp gan thỏ. Thú hoang cổ đại gần giọng nói, thằng quỷ sứ, mày đang nói mê sảng gì đấy. Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư cũng nghi ngờ không thôi, công kích vừa nãy cũng không giống như miệng cọp gan thỏ. Đường Tuấn lạnh lùng nói, tao là bác sĩ, sức khỏe và tinh thần của mày có vấn đề hay không, mày còn chưa gạt được tao. Diêm Quân Ngư nhìn về phía Đường Thanh Dương, vẻ mặt dò hỏi. Đường Thanh Dương nhìn chằm chằm thú hoang cổ đại, một lát sau anh ta lắc đầu, tỏ ra bản thân không nhìn thấy. Trong cảm nhận của anh ta, tinh thần của thú hoang cổ đại quả thực dồi dào, không khác sức mạnh phát ra từ trên người sói lang. Diêm Quân Ngư thấy thế, không khỏi cười xì một tiếng, anh muốn để chúng tôi đi chịu chết. Đường Tuấn cười nhạt, nhìn về phía Đường Thanh Dương nói, anh xác định sao? Đường Thanh Dương ngẩn ra, trong lòng không khỏi có hơi bồn chồn. Cho dù đáy lòng không bằng lòng thừa nhận, anh ta cũng hiểu rõ y thuật của Đường Tuấn mạnh hơn mình không ít. Lúc này bị Đường Tuấn hỏi như vậy, anh ta ngược lại có hơi không tự tin. Nhưng mặc cho anh ta cảm nhận hơi thở của thú hoang cổ đại thế nào cũng không cảm nhận ra được loại miệng cọp gan thỏ như Đường Tuấn nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Đường Thanh Dương, trong lòng Đường Tuấn thở dài, y thuật của vị hành tẩu nhà họ Đường này sợ khó có thể tinh tiến. Mà sắc mặt của Diêm Quân Ngư cũng có hơi khó coi, cô ta cảm thấy nghi ngờ không thôi. Khương Thuần giơ ngón tay cái với Đường Tuấn cách đó không xa, hơn nữa anh ta còn nói với Kinh Thiên Côn, bản lĩnh lay động lòng người của tiểu Đường lợi hại quá, câu đầu tiên đã khiến trong lòng tên nhà họ Đường kia dao động. Thú hoang cổ đại bỗng nhiên rít gào một tiếng nói, bọn bây gây sự đủ chưa? Nó vừa dứt lời, một đạo sóng âm mang theo sức mạnh tinh thần bao phủ ba người. Sắc mặt Đường Thanh Dương đột nhiên thay đổi, anh ta quát lên, Diêm Quân Ngư, sức mạnh tinh thần tên này yếu hơn vừa nãy. Đường Thanh Dương dù sao vẫn là hành tẩu nhà họ Đường, nhân vật kiệt xuất đời này của nhà họ Đường, lúc này thú hoang cổ đại phát động sức mạnh tinh thần, anh ta rốt cuộc cảm nhận được một chút khác lạ, tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn nắm giữ được. Anh ta không nhịn được nhìn về phía Đường Tuấn thầm nói, sức mạnh tinh thần tên này mạnh cỡ nào. Lúc ở thành phố Hải Châu, anh ta thắp sáng 6 viên đá ô tinh, mà Đường Tuấn lại thắp sáng 10 viên đá ô tinh, lúc đó anh ta đã biết sức mạnh tinh thần của Đường Tuấn ở trên anh ta, nhưng còn chưa tới mức mạnh mẽ. Chương 2817 chuyện này quả thật chính là yêu nghiệt. Nhưng bây giờ Đường Tuấn liếc mắt đã nhìn ra khi thế của thú hoang cổ đại có sự thay đổi, nhưng anh ta lại chậm một nhịp. Loại chênh lệch này sẽ quyết định sự sống và cái chết trong cuộc chiến sinh tử. Diêm Quân Ngư nghe vậy, không khỏi nhìn Đường Tuấn thêm một cái, cùng ra tay giết tên này. Sóng âm mang theo sức mạnh tinh thần khiến cơ thể ba người khẽ cứng lại, nhưng sau một khắc, ba người cùng xông về phía thú hoang cổ đại. Trong mắt thú hoang cổ đại lóe lên sự chết chóc, đặc biệt lúc nó nhìn Đường Tuấn, ý định giết người gần như dâng trào. Quả thật như Đường Tuấn từng nói, thời gian mấy vạn năm này đã sớm hao mòn sức mạnh tinh thần và pháp lực của nó đến mức cực hạn, bây giờ nó quả thực không có bao nhiêu sức mạnh. Cho dù như vậy, ta cũng phải chôn cùng bọn bây, đặc biệt là anh. Trong lòng thú hoang cổ đại rít gào. Nếu như Đường Tuấn không nói toạc ra, vậy thì nó trả giá một chút đã có thể giết chết Đường Thanh Dương và Diêm Quân Ngư rồi, nhưng tình thế bây giờ thì ngược lại. Ầm ầm ầm. Bóng dáng ba người một thú không ngừng xông tới, tốc độ cũng vô cùng nhanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh xuất hiện. Khương Thuần và Kinh Thiên Côn nhìn mà trợn mắt ngoác mồm,
Đặc là Khương Thuần cứ lẩm bẩm, không ngờ sức chiến đấu của tiểu đường này lại thăng tiến không ít, xem ra sau này vẫn bớt chọc giận anh ta, miễn cho bị đánh chết. Kinh Thiên Côn khá tán thành mà gật đầu. Sức chiến đấu của một cảnh giới hợp thể phát huy thế mà có thể so với cảnh giới động hư đỉnh cao, chuyện này quả thật chính là yêu nghiệt. Vừa nghĩ tới bản thân lúc trước còn xem Đường Tuấn là quả hồng mềm, đã từng muốn xuống tay với anh ta, Kinh Thiên Côn lập tức cảm thấy thân côn lạnh lẽo, thế giới này nguy hiểm quá. Ánh mắt của Kinh Thiên Côn lặng lẽ nhìn về phía Khương Thuần, trong lòng mới có mấy phần bình tĩnh, ít ra không phải ai cũng biến thái như thế, tên này mặc dù là cảnh giới động hư, nhưng thực lực cao như thế sao so với mình lại vô dụng như thế. Khương Thuần làm sao không hiểu hàm nghĩ trong ánh mắt của Kinh Thiên Côn, nắm đấm mạnh mẽ gõ mấy lần trên người côn nói, ông đây là anh tài ngút trời, còn chưa phát huy sức mạnh, chờ ta phát huy sức mạnh, tiểu đường chỉ có thể cạp đất sau mông ta thôi. Kinh Thiên Côn khịt mũi khinh thường, tên này còn muốn Đường Tuấn cạp đất, trừ khi có thần quân hay tôn giả nào không có mắt thu anh ta làm đệ tử, lúc ấy mới có hy vọng, nếu không đừng đùa nữa. Ngay lúc một người một côn trò chuyện, cuộc chiến giữa ba người một thú cũng đến trình độ gay cấn. Áo giáp ngực phải của Diêm Quân Ngư bị thủng lỗ, không có cảnh, xuân, lộ ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ máu thịt be bét dữ tợn. Trường thương trong tay cô ta che kín từng vết nứt, khiến cho người ta có cảm giác lúc nào cũng có thể đổ nát. Sắc mặt Đường Thanh Dương tái nhợt, cơ thể gầy đi rất nhiều. Trong cuộc chiến nửa tiếng đồng hồ này, hiệu lực dồi dào của thuốc trong người anh ta đã bị tiêu hao sạch sẽ, thậm chí anh ta còn thiêu đốt sức mạnh tinh thần và sức sống của mình đến mức mấy lần bùng nổ, nếu không lúc này đã chết dưới hàm răng của thú hoang cổ đại. Chương 2818, khúc chấn thần. Ánh sáng vàng của tứ phương ấn tỷ cũng ảm đạm đi nhiều. Vốn dĩ hai người đi vào tiên cung vẫn xem như có thu hoạch, nhưng bây giờ không chỉ hao phí sạch sẽ, còn thiệt thòi không ít. Đường Thanh Dương không nhịn được nhìn về phía Đường Tuấn. Anh ta chỉ thấy Đường Tuấn không hề có dáng vẻ mệt mỏi, tinh thần dường như còn đang ở trạng thái tốt nhất. Trong cuộc chiến vừa nãy, Đường Tuấn nhận lấy gần một nửa sức mạnh của thú hoang cổ đại, trạng thái vậy mà còn tốt hơn bọn họ. Tên này là con người hay sao? Đường Thanh Dương thầm nhủ trong lòng. Sức mạnh bền vững mạnh mẽ như thế, cho dù yêu thú cũng không thể làm được. Không có thời gian để nghĩ nhiều, Đường Thanh Dương nhìn về phía thú hoang cổ đại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Bọn họ trả giá lớn như vậy cũng không phải không có hiệu quả. Lúc này vảy trên người thú hoang cổ đại vỡ vụn rất nhiều, lộ ra máu thịt khô héo không có màu sắc bên trong. Quả nhiên như Đường Tuấn nói, cơ thể thú hoang cổ đại đã sớm bị năm tháng vạn năm làm hao mòn. Ngoài ra ánh mắt thú hoang cổ đại cũng ảm đạm đi nhiều, đây là hậu quả do nó liên tiếp sử dụng tinh thần tấn công mà bị tiêu hao quá lớn gây ra. Thú hoang cổ đại nhìn Đường Tuấn, ánh mắt phức tạp, dáng vẻ lại còn có chút hoài niệm. Khúc chấn thần, đây là khúc truyền thừa của quê hương ta, đã lâu như vậy, ta lại vẫn có thể nghe được. Trong lòng thú hoang cổ đại rung động. Lúc còn rất nhỏ nó đã bị thần quân Chu Tước bắt đi, sau đó bị giam trong tiên cung mấy chục ngàn năm. Nhưng nó luôn quen thuộc khúc chấn thần được hát ở quê hương nó. Chỉ là lúc này vốn dĩ không ai quan tâm thú hoang cổ đại muốn gì, ba người một thú trong chớp mắt lần nữa giao chiến, sức mạnh hóa thành kình khí bao phủ khắp bốn phía. Cuối cùng Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương trước sau cạn kiệt sức lực, pháp lực trong người không còn, sức mạnh tinh thần bị tổn hại hơn một nửa, nếu như không phải dựa vào sức mạnh ý chí mà gắng gượng, lúc này bọn họ đã ngất đi. Nhưng thú hoang cổ đại còn thảm hại hơn. Vảy trên người rơi xuống hơn một nửa, đã là nỏ mạnh hết đà. Cảm ơn ngươi, thú hoang cổ đại truyền âm cho Đường Tuấn. Đường Tuấn im lặng, anh trưởng một trường ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ vỗ vào ấn đường thú hoang cổ đại. Ngừng tay, đúng lúc này, hai tiếng quát nối nhau vang lên trong vùng không gian ấy. Hai bóng người một đỏ một lam xuất hiện. Nhưng hai người vẫn tới chậm một bước, bàn tay Đường Tuấn đã đè lên đầu thú hoang cổ đại. Phá hủy chút sức mạnh tinh thần và sức sống cuối cùng của thú hoang cổ đại. Trong mắt thú hoang cổ đại lộ ra vẻ được giải thoát, nó cảm kích nhìn Đường Tuấn một cái, sau đó nhắm mắt lại, không còn hơi thở. Chương 2819. Thú hoang cổ đại đã chết. Trên mặt Diêm Quân Ngư và Đường Thanh đều nở nụ cười, tuy rằng hai người bị thương nặng, nhưng ít ra bảo vệ được mạng sống. Chỉ là hai người vừa nghĩ như vậy thì nghe được một giọng nói bất mãn đột nhiên vang lên. Vừa nãy tôi bảo anh dừng tay, anh không nghe thấy sao?
Người nói chuyện chính là một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng và trên người mặc một chiếc áo bào màu lam. Người đàn ông mặc áo bào màu lam theo sát tới, vẻ mặt không tốt nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn bọn họ một chút nói, anh là ai, tại sao tôi phải nghe lời anh? Người đàn ông áo bào màu lam cười lạnh một tiếng nói, rất hung hăng. Hai người Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương liếc mắt nhìn nhau, vội đứng lên cung kính hành lễ với hai người nói, xin chào hai vị tiền bối. Người đàn ông áo bào màu lam nói, các người quen tôi. Diêm Quân Ngư nói, tổ tiên có ghi chép trong tiên cung có hai vị tiền bối khí linh, là năm đó thần quân chế tạo cùng Khải Linh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trấn thủ tiên cung để lựa chọn truyền nhân cho thần quân. Người đàn ông áo bào màu lam và người đàn ông áo bào đỏ nghe vậy đều cười nhạt, giữa vầng trán để lộ ra một chút bất khuất. Người đàn ông áo bào màu lam nói, ánh mắt của hai người các anh vẫn có chút kiến thức, không hổ là đời sau của Tam gia. Ông ta nói xong thì nhìn về phía Đường Tuấn nói, bây giờ biết chúng tôi là ai rồi chứ? Ở tiên cung này chính là chúng tôi định đoạt, vừa nãy bảo anh dừng tay, anh vẫn dám cãi lời. Đường Tuấn im lặng, vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra vừa nãy, anh cũng cảm thấy có hơi khó tin. Được khí kim liên ảnh tử luyện dựa theo lời giải thích của thú hoang cổ đại chính là khúc chấn thần của bộ tộc bọn họ. Năm đó thần quân Chu Tước từng đi qua địa tộc của thú hoang cổ đại, nghe được khúc chấn thần, nhưng dù thế nào cũng không học được. Nhưng thiên phú của thần quân Chu Tước là cỡ nào, vậy mà lại sửa đổi khúc chấn thần thành dược khí kim liên. Lúc biết Đường Tuấn học khúc chấn thần, thú hoang cổ đại cũng đã bắt đầu chạm tới ranh giới giữa sự sống và cái chết. Năm đó nó đồng ý thay thần quân Chu Tước bảo vệ tiên cung vạn năm, đã sớm tới thời hạn. Nhưng thần quân Chu Tước vẫn chưa trở về, tiên cung lại bị trục xuất đến không gian khác, chỉ chớp mắt nó đã bị nhốt mấy vạn năm. Cho dù thiên phú của thú hoang cổ đại khác biệt, sinh mệnh cũng sắp đến lúc kết thúc. Nó đã không muốn chờ đợi nữa, nó muốn về nhà, muốn nghe thêm một khúc chấn thần. Đường Tuấn đã đồng ý yêu cầu của nó. Trả lời tôi, nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn, người đàn ông áo bào màu lam không khỏi tức giận quát lên. Chương 2820. Thú hoang cổ đại là một trong những lực lượng mạnh mẽ nhất trong tiên cung, cho dù tuổi thọ có sắp kết thúc, cũng còn có thể sống được mấy trăm năm. Nó cứ bị giết như thế khiến người đàn ông áo bào màu lam rất khó chịu. Đặc biệt cái thái độ đó của Đường Tuấn càng khiến người đàn ông áo bào màu lam tức giận không thôi. Đường Tuấn liếc mắt nhìn ông ta nói, tôi không cần giải thích với ông. Hay, rất hay, người đàn ông áo bào màu lam liên tục cười lạnh, ông ta không quan tâm Đường Tuấn nữa. Ông ta nhìn về phía Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương nói, hai người các cậu có thể sống sót trong tay thú hoang cổ đại thực sự hiếm thấy. Vốn dĩ dựa theo tác phong hành động của Tam gia thì chắc chắn phải trừng trị các cậu nghiêm khắc, nhưng nể mặt các cậu chỉ là con cháu, không thể quyết định cái gì, trừng phạt thì thôi. Các cậu đi đi. Ông ta nói xong thì vung tay lên, Diêm Quân Ngư và Đường Thanh Dương lập tức biến mất khỏi mảnh hoang mạc ấy. Người đàn ông áo bào màu lam dùng một loại giọng điệu uy hiếp để nói, trong tiên cung, tôi có thể quyết định mọi chuyện. Đường Tuấn nói, thú hoang cổ đại kia cũng là các ông thả ra. Người đàn ông áo bào màu lam gật đầu nói, vốn thú hoang cổ đại chính là một khâu thử thách tôi chẳng qua gia tăng tiến độ thôi. Kẻ thích hợp thì sống sót, kẻ yếu thì bị đào thải, vậy không phải rất tốt sao? Đường Tuấn dùng mình nói, các ông như vậy đã vi phạm quy tắc thần quân định ra. Hơi thở chìa khóa kho tàng bí mật trong biển ý thức của anh chậm rãi phóng thích. Người đàn ông áo bào màu lam thay đổi sắc mặt nói, anh dám đem thần quân tới ép tôi. Người đàn ông áo bào màu đỏ vỗ vai người đàn ông áo bào màu lam nói, Thâm Lam, đừng quá đáng. Người đàn ông mặc áo bào màu lam hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái lập tức kéo Khương Thuần và Kinh Thiên Côn đến gần, tán thưởng nói, cậu rất tốt, truyền thừa của thần quan nếu như do cậu kế thừa chắc chắn sẽ tốt hơn. Người đàn ông áo đỏ thay đổi sắc mặt, ông ta chỉ biết nhìn sang Đường Tuấn và Khương Thuần, cuối cùng thầm than trong lòng một tiếng, không lên tiếng phản đối, bọn họ là hai khí linh mạnh nhất trong tiên cung. Có quyền có thể quyết định kẻ kế thừa. Mà Đường Tuấn trong mắt họ không hợp, bọn họ không cần một kẻ kế thừa không nghe lời. Người đàn ông áo lam lạnh lùng nói với Đường Tuấn, anh cho rằng có chìa khóa truyền thừa của thần quân thì tôi sẽ không làm gì được anh sao? Thực sự buồn cười. Bàn tay tay ông ta khẽ về một cái về phía Đường Tuấn, biển ý thức của Đường Tuấn lập tức rung động, một luồng hơi thở cực nóng từ trong đầu bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay người đàn ông áo lam. Luồng hơi thở cực nóng này chính là chìa khóa truyền thừa của thần quân Chu Tước. Nếu người khác muốn cướp giật,
tất nhiên sẽ gặp bị ý niệm của thần quân Chu Tước phản kích, nhưng hai khí linh là ông ta luyện chế, cũng hòa lẫn hơi thở của thần quân Chu Tước, xem như cùng nguồn gốc, việc lấy ra chìa khóa truyền thừa là dễ như ăn cháo thôi. Người đàn ông áo lam lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, miệt thị nói, tôi có thể cướp đoạt tất cả của anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2820.